Khi tất cả mọi thứ đã tối đen như mực thì mình chạy theo cái hướng màu trắng trắng này các bạn này. Có cái gì trắng trắng, khách bò à? Không biết nữa. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu, người đi đầu là Bêu Cô Thành là chú lái tàu. Và ngày hôm nay Bêu Cô Thành và Úc sẽ trải nghiệm cảm giác được người lái tàu trong một tựa game rất là hay trong Roblox. Các bạn nhớ ấn nút like video này, ghi kênh và xem quảng cáo để xem bọn mình làm chú lái tàu như thế nào nhá. Đúng rồi, anh mà lái tàu chỉ có đảm bảo 10 điểm không có nhường luôn. Và anh cũng chưa bao giờ lái tàu luôn, các bạn cũng chưa lái tàu bao giờ đúng không? Vậy thì cùng Bêu Cô Thành và Úc đi lái tàu. Ok. Rồi ông ơi, chúng ta đã vào khu vực này và thấy đằng xa xa kia có một đoàn tàu rất là dài, nhiều toa tàu luôn ông ạ. Ờ, thật ra thì em không có nhiều kinh nghiệm, mà chính xác là em không có kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ em vẫn quyết tâm đi. À, anh bảo hình như là anh nhầm, chúng ta không phải là tàu trưởng ở đây mà chúng ta đến làm nhân viên. À thế thì không sao, em tưởng em làm tàu trưởng, làm em thấy hơi run, nhưng không sao, làm nhân viên thì em làm được. Không sao đâu, bây giờ chúng ta cứ đi vào để xem biết mình làm nhiệm vụ gì. Đúng, đúng. Đấy, ban rồi. Đầu cứ nghĩ thế là ngầu các bạn ơi. Thôi, vào đây. Đây, anh vào luôn. Ban đầu cứ nghĩ thế là ngầu nhưng mà thật ra là cũng không ngầu lắm, ngầu bình thường các bạn ạ. Chỉ như trái bầu và những cái bồn cầu thôi. Anh là trái bầu và Ốc là cái bồn cầu nha các bạn. Trời ơi, mình cứ phải thừa nhận với các bạn là mình chưa bao giờ đi tàu cả. Còn anh đi tàu rồi, lúc đi ngày xưa anh cũng về quê đi bằng tàu, mà anh đi học đại học về quê cũng đi bằng tàu, mỗi tội là anh về nhầm ga. Thế là anh phải bắt xe về tới thành phố nhà anh. Đêm một các bạn ơi, mất đi ạ. Tắt đèn. Ôi giời, đêm đầu tiên chúng ta sẽ làm gì đây? Wow, có rất nhiều những vị khách đang ngủ say, rất là say luôn. Sếp đang nói, sếp đang nói. Ui, trên này toàn khách VIP thôi, Bêu Thành ạ, à, khách đắm tiền đó. Oh, wow. Dạ, khách có dùng iPhone nè. Ui dồi, khách ăn cả con gà quay các bạn ơi. Đâu, đây, khách làm cả một con gà luôn mà. Ui, bảo sao mặt khách to như mặt ốc. Sao to như mặt ốc, trời ơi. Những khách này ăn uống rất bình thường mà ông kia ăn khoảng một con gà quay. Ở đây, khách này order đấy ông này. À, order để em order cho. Em order, xin chào, anh muốn dùng đồ ăn gì ạ? Em có rất là nhiều đồ ăn ngon ạ. Rồi sao bây giờ anh ăn gì? Anh ăn một chiếc burger khổng lồ, ok anh. Ok, bây giờ đi đến nhà bếp và làm hamburger khổng lồ cho cái anh này. Ok, em sẽ làm ngay và luôn cho anh đây. Anh uống gì mà anh uống lắm, anh uống ít thôi, tí còn để bụng ăn chứ. Rồi, ốc đâu? Ốc giờ, ốc đang vào trong bếp rồi. Chết rồi, hỏng rồi các bạn ạ, đừng để ốc mà nấu ăn thì tí đảm bảo anh ấy ăn xong rồi ôm cái nhà vệ sinh, không ai đi được luôn. Really nigga. Này, nhìn em rán thịt ngon chưa? Đâu, ai à, trông cũng ra gì ấy nhỉ? Bây giờ bắt đầu này, thật lật thịt đây này, đấy, nấu nó phải như thế. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đến bước tiếp theo, đó là bước cho thịt vào giữa hai cái bánh mì. Đấy. Okay. Bây giờ mình sẽ cho topping vào. Topping gồm có phô mai. Rau. Phô mai và xà lách. Đúng rồi, cho vào đi. Bê Quy Thành không biết à? Không biết phô mai và xà lách à? Anh có, vậy là ông đã có một chiếc hamburger. Mình sẽ gửi cho các bạn xem ảnh Bê Quy Thành ăn hamburger buồn cười đó. Cho nên đến hỏng hết rồi. Rồi, để mình ra phục vụ khách đã các bạn ạ. Tí nữa mình cho bạn xem, nhớ xem đến cuối video để biết cái ảnh đấy là ảnh gì. Ok. Đây rồi. Rồi, nhân viên ốc, cho khách ăn đây. Đây rồi. Đây, xin mời anh. Ui dồi ôi, anh ơi, để anh ơi, của anh hết 5 triệu, tiền tip là 2 triệu nữa là 7 triệu. À, anh ơi, đừng tip cho ốc, nhìn cái bánh hamburger trông như hòn đất thế này, ăn vào sẽ không ngất. Anh tip cho em đi, em làm cực lực luôn ấy. Ồ, khách đâu rồi? Ui, mất điện rồi. Cái gì đang diễn ra vậy ốc? Ai mà biết được. À đây, em có đèn pin, bật đèn pin lên. À, anh bật đèn pin nãy giờ em không biết à? Ồ, chúng ta cần phải reset lại cái hộp gọi là cái cầu chân dao, cầu trì đây này. Cái hộp điện đang xa, ốc tránh ra để anh đi. Để 3 ngày. 3 ngày gì? Ồ, vết máu ông ơi. À, đâu? Đây. Làm gì có cái gì đâu. Em dẫm lên mà em không biết luôn, chịu ốc luôn các bạn, ốc bị mắt lác. Đây rồi, em sẽ khôi phục lại nguồn điện các bạn ơi. Ok, mình sẽ... Đừng có mà dọa em. Dăm ba cái đứa nào dọa trẻ con. Ôi dồi, phòng này toàn rác cả Bêu Thành ơi. Mọi thứ đều rất là ok. Ok rồi. Ổn nha sếp, mọi thứ đều rất ổn, không có vấn đề gì xảy ra đâu. Ừ. Có một vài cái gì đó trên sàn nhà mà đúng không? Đấy, thấy chưa? Vết máu mà, em không thấy à? Thế đâu? Nhưng mà trời tối lắm em không kịp nhìn thấy. Mấy vị khách này ngủ không biết gì, anh này xăm luôn, xăm trổ luôn, dân chơi dở hơi luôn. Bây giờ mình phải quay lại làm việc thôi, bởi vì sếp mình bảo mình đang mất tập trung. Bây giờ mình phải tiếp tục lấy order của khách hàng. Đây rồi, ôi dồi ôi, anh ơi, ui anh này đại gia đấy. Nhìn gọi là đeo kính rất là ngầu luôn.
Đeo kính. Chào anh muốn ăn gì? À thôi em đừng, anh đừng có chĩa đèn pin vào khách nữa. Sao soi mặt khách thì cho khách thấy sáng sao đâu? Ồ, Khánh muốn ăn một con gà quay. Gà quay à? Ôi dồi. Gà quay vào quay gà luôn cho anh luôn. Đâu gà đâu? Gà trong tủ á, lấy gà đi. À trong ở đây rồi, gà đồ trong tủ lạnh. Ồ để anh làm cho. Gà anh biết quay làm không? Có, gà quay thì anh biết làm. Ừ. Bây giờ anh phải lấy gà ra. Sau đấy anh phải cho lên đĩa. Đúng rồi, cho gà lên đĩa, sau đó cho vào lò nướng, lò. Đúng rồi, sóng. Lò bên này này. Đây đi rồi. Loanh quanh mãi không biết làm, bạn ơi kém lắm. Đấy, bây giờ là mình đã có món gà quay. Gà quay ngon tuyệt vời không mà trời. Ê, cho em cắn miếng trước đi. Không nha, khách ơi. Cái đứa nhân viên này nó rất là láo nháo nha. Nó cứ đòi ăn của khách. Anh trừ tiền lương tí, max xếp em trừ tiền lương của nó đi. Đúng. Anh ơi, làm sao anh ăn hết một con gà to thế? Bây giờ anh phải cho em ăn cái đùi. Cái đùi à? Em ăn một cái đùi, còn Thành ăn một cái đùi. Cái đùi của em đủ chưa đủ to à? Mà em xuống em cứ đòi ăn của khách nào nhỉ? Khách đi rồi, khách ăn no rồi. Em no bỏ đi luôn rồi. Đây, ra xin anh này này, anh này ăn từ nãy giờ không hết con gà mà mặt anh to lắm rồi. Bảo anh ăn giảm cân đi. Bên Quỳnh Thành bốc phét thật, mau đi vào rửa bát đi. Em đây này còn phải đi rửa bát cho anh đây này. Mình là nhân viên mà mình phải phụ nhau chứ. Rửa bát anh đi. Anh toàn bốc phét thôi. Đấy, okay. Bây giờ anh rửa bát đi. Anh rửa rồi mà, sạch sẽ luôn. Ừ, được đấy. Trông có vẻ như là nó cũng hơi ghê ghê nhưng mà thôi cũng được. Ôi ơi. Cái gì đây? Chúng tôi sắp dừng lại ở nhà ga. Đây là người soát vé đang nói. Ủa, sắp dừng rồi hả? Ôi dồi ôi, tài xế sao có đứa nào nó là vừa lại ngồi lại đu ở đầu tàu thế này? Tài xế bảo chúng tôi đi đây. Ủa cái gì đây? Cái thằng nào trắng trắng áo trắng các bạn thấy không? Ừ, nãy anh không thấy à? Nó ngồi trước một lúc rồi. Chết rồi, nó đứng đấy làm gì đấy? Đùa đu tàu mình à? Ừ, hệ thống phanh đã không thể hoạt động. Ôi dồi ôi. Thằng này nó gây ra này. Ủa, tàu không phanh được à? Ôi, tàu không phanh à? Ôi, thế thì chỉ có lao vào núi thôi. Hỏng rồi. Toàn rồi, toàn thật rồi bố em. Chết rồi, mất ổn quá. Bây giờ mình phải gọi sự trợ giúp Bê Quy Thành ạ. Chúng ta cần phải đi bốc điện thoại lên và gọi ngay một cú. Ờ, gọi cho ông chủ của mình để kiểm tra xem như nào, tình hình như nào, có bận ổn. Ôi, anh này ngủ mà giờ hết cả mình các bạn. 911, ngay vào luôn. Ok, để anh đi gọi. Anh gọi đi. Rồi, đây rồi, chắc chắn là điện thoại ở chỗ này rồi. Đây, điện thoại chỗ này, để anh gọi. Gọi đi. Gọi cho tàu nào, sếp rồi nào. Ông chủ. Ông chủ bảo, này, tôi đã nghe về chiếc phanh. Ừ. Phanh sắp hỏng rồi sếp ạ. Ừ. Ồ, sếp bảo chúc mình may mắn. Ủa, thế mình lại phải đi sửa à? Ôi trời, mình phải đi sửa à? À, sếp bảo là sếp cũng có cố gắng gọi người ta giúp các bạn ơi. Ôi trời ơi, sếp ơi, em có biết sửa phanh tàu đâu. Nhưng không ai giúp hết. Bây giờ các bạn biết gì không? Bọn mình gọi là gì? Hết cứu. Ờ, bây giờ là phải tự đi sửa cái phanh. Sếp bảo đừng lo lắng về điều đó, chỉ cần nói với mọi người rằng đó chỉ là sự chậm trễ sự cố thôi. Thế gọi là bốc phét à? An ủi mọi người, không mọi người lo lắng. Giết người trên đường dây. Hả? Sợ quá. Một người hẹo trên đường dây các bạn ạ. Thôi chúng ta phải đi tiếp tục đi phục vụ đã. 48 giờ tiếp theo ở trên đường dây này rồi. Hành khách vẫn đang say sưa không biết gì. Có người thì ngủ từ ngày này qua ngày. Anh vừa mua cái đấy hù ốc, cái ốc hết sợ. Ốc gì đấy? Anh lừa em à? Ốc cái gì đấy? Hành khách bị sao đây? À, mình phải xác minh từng hành khách các bạn ơi. Ok, kiểm tra đi ốc ơi. Em đang kiểm tra đây. Có 14 hành khách cần phải kiểm tra. Úi dồi, anh này gọi là đang chơi game hay là nhắn tin với bạn gái và dí mặt vào điện thoại. Ốc ơi, em kiểm tra dọc, anh kiểm tra ngược lên trên này nhá. Rồi cứ kiểm tra đi. Kiểm tra đi. Đây, hai anh này vẫn đang ngồi gọi là chơi bài với nhau. Hai này thì chơi cờ nhưng mà chả thấy quân cờ đâu các bạn ạ. Ảo thật đấy. Oh. Anh này đang nghe nhạc à? Xui. Ok, hai anh này thì một anh đang xem điện thoại mà rất là cau có, còn một anh rất là cute hột me. Rồi. Anh này có quả dâu rất là xồm xoàm okay, nữa các bạn okay. ạ. Làm tốt lắm, sếp vừa khen mình ốc ơi. Khen là đúng rồi. Đúng rồi. Phải chê ốc là làm không tốt thôi, chê phải khen mới có thành. Sợ chê em, trời ơi. Hả? Những người này bị lừa sao? Hiểu kiểu gì? Mình đã gọi là an ủi khách là không có vấn đề gì xảy ra đâu. Yên tâm là mình sẽ không bị khách kiện đâu. Ừ, rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải đi đến quầy lễ tân đúng không? Ừ, chăm sóc. Lễ tân chỗ nào? Lễ tân đây à? Ok, bây giờ sẽ đi đến đấy và sếp sẽ kiểm tra mình sau. Để đi đâu đâu? Quản lý lễ tân. Đầu bên kia không ạ? Bên kia. Ngáo rồi. Mình là nhân viên trên này mà mình chẳng biết chỗ nào. Đây mấy ngày thứ hai đấy mà.
Lần đầu tiên làm việc trên tàu nó hơi bỡ ngỡ các bạn ấy. Rồi rồi. Đây Lễ Tân đây. Đây rồi. Chào mừng các bạn đến với tàu cao tốc. Lễ Tân cho các phòng nào, cần gì nào? Nào. Order. Cho một phòng kìa. Thế nào đây? Đây, lấy chìa khóa trên bàn đi ông. Ừ đây, em lấy chìa khóa màu hồng nè. Anh lấy được rồi ông ơi. Ừ, đưa cho anh ấy đi. Ok. Đây, của anh đây, chìa khóa đây. Đây, tôi sẽ cung cấp chìa khóa cho bạn. Okay. Biến mất vậy, như ma vậy. Anh khách thật đáng sợ. Anh khách ở đây có bị quỷ ám không các bạn? Sao biến mất ảo thế đấy. Vậy là trong con tàu này có những cái phòng riêng các bạn ạ. Lại có khách ông ơi. Khách nữa, khách này lấy phòng. Lấy phòng. Đưa chìa khóa cho khách đi ông. Chìa khóa phòng số 2. Lấy đi. Ok. Đây phòng số 2 của anh này. Ok. Mấy người này chắc biệt mệt mỏi với tinh thần nên phải đi ngủ nên cần phải phải đi ngủ thôi. Phải book phòng các bạn ạ. Ok, bây giờ mình trở thành lễ tân của cái tàu này. Ốc ấy đứng đấy ông. Ui. Cái gì đấy? Cái gì vừa xảy ra đấy? Cái gì đấy? Em đâu biết đâu. Cái gì? Ui cái cửa tự nhiên nó quạt bên Thành ơi, bên này. Tự nhiên cửa đóng. Ui. Hello. Ui. Con điên nào đây? Mày là ai? Lột mặt nạ của nó ra. Đấm luôn. Đấm vỡ mồm nó đi. Tao học võ. Tao võ karate tệ ra quần. Ôi giời ơi. Ông còn võ lung tung trưởng các bạn ạ. Đẹp liên tục. Ui nó không xi nhê gì là sao? Nó đã phá vỡ đường cái phải hệ thống phanh của mình đấy. À con Nó bảo tất cả chúng ta sẽ bị tai nạn thôi. Mày tận hưởng đi, nó sẽ phá hoại, nó không dừng lại đâu. Thằng này lại bốc phét rồi. Đúng rồi. Đừng có mà lừa bọn tao, bọn nó tao sẽ đâm cho mày vỡ mồm. Kế hoạch mới bắt đầu. À, già trẻ con à. Sau nhiều lần tụi mình làm việc ở những cái khu vực khác nhau, tụi mình gặp những tên rất đáng sợ khác nhau. Bây giờ tụi mình bị chai lì cảm xúc. Chai lì cảm xúc. Tụi mình không sợ, bọn này đúng, đấm nó luôn. Đấm luôn các bạn. Bây giờ chúng ta gọi đội squad càng sớm càng tốt đâu ơi. Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đi. Có thằng này đeo mặt nạ mà mình không lột mặt nạ ra được các bạn ạ, cay thật đấy. Cảnh sát đâu? Cảnh sát nói gì không? Không ai giúp mình. Ủa, không ai nghe không máy ai luôn. Giúp mày đâu. Nó bảo thế đấy. Nó nói thế. Cái đứa hỏi chấm thế này. À, tao đã bảo mày đừng gọi điện thoại rồi. Ngồi lại và vui vẻ. Tất cả chúng mày sẽ bị tai nạn rồi. Ui, đêm thứ ba rồi. Dọa trẻ con. Cuộc đua với thời gian. Ai ui. Thời ghê gian. Đấy, mình ngày xưa mình đọc truyện Conan có một cái tập gọi là trên tuyến chuyến tàu tốc hành gì ấy. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành. Thật sự là điều này rất là tồi tệ đấy ốc. Quá tồi tệ luôn, em đọc truyện tranh rồi em biết tôi tồi tệ có lắm. Có kẻ sát nhân trên tàu này không ốc? Không ngờ là có một ngày mình đọc truyện tranh mà mình trải nghiệm con tàu đấy thật luôn. Nghĩ chỉ có trong sách thôi các bạn. Chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm xung quanh và tìm ra những bằng chứng. Bằng chứng à, được rồi. Chúng ta sẽ đi tìm kiếm bằng chứng. Bằng chứng đâu? Được, đây. Đầu bên này có vẻ có bằng chứng này. Bằng chứng gì? Nó viết là một cái thư gì nó gửi cho mình luôn các bạn ạ. Oách thế nhỉ? Viết thư luôn à? Lá thư này có nghĩa là gì? Ừ, có nghĩa là gì? Tôi có thể đi du lịch thế giới trong khi ở một chỗ tôi dài và tôi nhanh. Và tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Hành khách của tôi sẽ hoảng loạn khi tôi mất kiểm soát. Nhưng khi tôi ở trên đường ray của mình, tôi tốt cho linh hồn. Ê, hỏi, ngáo à? hỏi khách về cái bức thư ấy đi. Mình nghe em đọc chả hiểu gì. Trời, không hiểu kiểu gì ai vứt bức thư ngáo này rồi các bạn. Ok, các bạn đây. Chào anh có biết gì về bức thư kỳ lạ hay không? Anh bảo là anh chả biết gì hết. Còn anh. Ôi rồi. Anh này sao? Chào anh cao bồi mồm răng thỏ, anh có biết gì không? Khách này cũng không biết gì các bạn ơi. Đây, hai anh chị, một anh mập và một chị ăn cũng lắm. Hai anh chị có biết gì về cái tờ này không? Ôi, có người biết rồi. Người này biết rồi các bạn ơi. Công nhân hả? Tôi đã nghe cụm từ đó trước đây. Ồ. Tôi từng làm việc như một cảnh sát. Ái chả, ngầu ấy nhở. Chắc là vì Jordan đã bị đuổi việc. Quá chuẩn luôn. Gì chúng nữa? Tôi đã nhốt một kẻ chủ mưu tội phạm đã sử dụng các câu đố như thế này. À, câu đố, ui dồi ôi, giống anh mạng ta trên được chuyến gọi tổng tốc là hành quá. The Riddler. The Riddler? Tên của cái đứa hỏi chấm hả? Đang trên đường đâm vào một trận trẻ mồ côi. Ui dồi ôi, tên này lái tàu hay lái cái gì? Tổng trận trẻ mồ côi. Có vẻ như chúng ta sẽ gặp tai nạn thật sự rồi. Không sao đâu, yên tâm đi. Rồi sao? Có anh ở đây, nó sẽ vào một trận trẻ mồ côi. Thì đấy là từ một trận trẻ mồ côi hả? Hình như từ đấy không phải thế đâu. Ui dồi. Thế là chúng ta cần bắt thằng này. Kiểm tra bắt tên này. Bắt tên này luôn. Nó ở đâu?
Bây giờ mình chẳng sợ gì nữa. Đây rồi. Đi tìm đi, kiểm tra từng hành khách xem có phải có đứa nào nó giả mạo hay là không. Ờ đúng rồi. Có phải là hai anh là một trong những tên đeo mặt nạ đúng không? Đúng rồi, anh là đồng bọn của chúng đúng không? Anh đã phím nó, anh đã báo cáo tình hình trên tàu cho nó đúng không? Có phải anh giả vờ ngầu ngầu như trái bầu, anh chính là chủ mưu đeo mặt nạ đúng không? Nhưng mà anh thì mặc áo đỏ mà. Ôi, ê, cái đứa này em nghi lắm Thành ơi, nhìn này quần áo nó y chang này. Ờ, nó đeo mặt nạ mà nó đúng nó luôn. Đúng rồi, thằng này em nghi lắm thằng Thành nghi ơi. Lắm, các bạn ơi, soi mà mặt đây. Bây giờ mình phải ép cung nó đi. Đúng, đúng. Lấy súng à, có súng nó không? Nó bảo 3 chấm, muốn ăn đấm thì vào đây. Đây, này nghi lắm rồi, em nghi thằng này rồi. Chuyện này không thể là tồi tệ hơn được nữa đâu các ạ. Thực sự rất tồi tệ mà mình không biết ai trên tàu này, là chính là cái tên đeo mặt nạ dọa mình. Điều tra một cái tiếng hét, có tiếng hét xảy ra quanh đây. Có tiếng hét đằng xa xa này, ốc các bạn ơi. Điều tra ngay. What the hell? Bây giờ lại vừa làm nhân viên trên tàu mà vừa làm thám tử luôn đấy chứ. Thám tử lừng danh cô Thành. Cô ốc. Ôi coi mạng rồi. Điều tra ngay, em phải điều thằng tra ngay. Thằng này nó đu trên nóc nhà. Thằng này chính là kẻ sát nhân. Đâm nó, bắt nó bao cảnh sát. Lấy súng đi. Tốt hơn rồi đấy. Bắt đầu thôi. Chạy đi tụi bay. Chạy hả? Sao phải chạy? Chạy đi chứ còn gì nữa. Bây giờ chúng ta phải chạy ra khỏi, chạy đến cái phòng thiết bị các bạn ơi. Phòng thiết bị chạy hướng nào? Đây. Chạy ơi, chạy. Khi tất cả mọi thứ đã tối đen như mực thì mình chạy theo cái hướng màu trắng trắng này các bạn này. Có cái gì trắng trắng, khách bò à? Không biết nữa. Gì đấy? Giật cả mình. Chuột. Nó vừa bám vào mồm anh. Chuột. Phòng này có chuột các bạn ơi. Rồi sao? Ui, chuột, sợ lắm, em sợ chuột lắm. Em nhảy lên đây đứng thì đỡ có chuột. Ui, nó đã. Lái nào mấy con chuột này nó lên tàu nhở? Nó thả chuột ra đúng không? Nó làm loạn đây. Tiêu diệt những con chuột đi đi ốc. Em tiêu diệt rồi, tiêu diệt mấy con rồi. Tiêu diệt một đống luôn rồi. Tiêu diệt hết những con chuột này đi. Nó đã cắn hết cái dây dọ ở đây của mình đấy. Tiêu diệt đi. Đây rồi. Đi về kiểm tra khách của mình ngay đi. Em không thấy cảnh nơi đâu, nó bâu vào người anh mà. Rồi anh chạy chậm quá đấy. Sợ tụt quần, chắc các bạn đều thấy đúng. Nó bầu mồm mình, nó hôn mình, nồng cháy luôn. Chúng ta cần đi tìm kiếm những sự giúp đỡ nào đấy. Thật là nghiêm túc với chuyện này. Đêm thứ tư, cuộc đối đầu cuối cùng với tên sát nhân đeo mặt nạ. Ôi dồi ôi, nghe nó căng đét đèn đẹp đấy chứ. Hết giờ rồi, chúng ta cần phải bắt được tên kia, tên Reader. Đúng rồi, tên Reader. Bây giờ chúng ta phải bất đi ở. Chúng ta phải đi điều tra quanh đây. Anh có nên mua súng không? Em nghĩ anh không cần phải mua súng đâu. Okay. Chúng ta chắc là sẽ có vũ khí ở trên tàu thôi. Chúng ta phải điều tra. Đây rồi, em đã thấy manh mối đầu tiên rồi, Bê Quý Thành ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Điều tra một cái xác các bạn. Cái xác chính là cái chỗ lúc nãy mình nhìn thấy ấy. Nó đu trên trần nhà đó. Đây rồi, em điều tra luôn. Trên trần nhà không có gì nha các bạn. Nó chạy rồi. Nó chạy rồi. Có một người ở đây. Anh ấy một... đã... Đây rồi. Hy sinh cái gì mà hy sinh, anh em đã điều cho được một con dao, nhìn thấy chưa? À, đây chính là hung thủ. Hung thủ nữa. Nói nhầm, hung thủ đã bỏ trốn, hung thủ đang đeo mặt nạ. Đúng rồi, hung thủ bỏ trốn, chúng ta phải kiểm tra hành lý để xem bọn nó có tiếp tục giấu hung khí ở đâu hay không. Xem ai là người có hung khí ở trong cái hành lý của mình thì chứng tỏ tên đấy là cái đúng tên rồi. Mà chúng ta cần bắt. Chính xác. Đây, điều tra ngay đi. Kiểm tra hành lý xem hành lý của ai có con dao nữa không các bạn. Đây rồi. Kiểm tra 1/4. Kiểm tra này đi, anh kiểm tra này. Ừ, mình thật kiểm tra rất kỹ luôn đấy các bạn. Không có gì các bạn ơi. Em sẽ đi kiểm tra hành lý cuối cùng ở trên này. Kiểm tra đi không? Kiểm tra chứ. Anh đi cùng em, nếu gặp nó anh đấm nó phát ngất trên cái quất luôn. Đúng, mình việc gì phải sợ. Rồi. Sao phải xoắn không các bạn. Đây chính là chiếc mặt nạ của tên này, anh nhìn thấy chưa? Đâu? Đây đây. Ồ, đấy giấu trong vali này. Đúng, em vừa điều tra ra được đấy. Thế là chứng tỏ nó ở trên tàu này ốc ạ. Đúng rồi. Hay em đeo vào xem em có giấu không? Thôi không, em không đeo vào nhau đâu nhá. Anh đây, nhầm em mới nói đây, sao? Đây nhìn đeo vào mà dí vào mặt anh đi. Dí mặt anh. Đây. Đây. Ui mất điện. Mất điện rồi. Mặt nạ cái gì nữa? Mất tập trung quá, phải điều tra đi. Nó mất mặt nạ rồi mà. Mất mặt nạ rồi à? Ôi Reader, tin tức Reader bỏ trốn rồi các bạn ơi. Khỏi nhà tù 4 ngày trước, chính là cái tên này lên tàu. Đúng rồi. Áo đỏ. Người này rất là mạnh. Ừ. Anh ta được biết đến với những cái mánh khóe rất là ngu nguội của mình. À. Anh ta có thể gọi là cắt, đâu, có thể cắt các cuộc gọi điện thoại làm cho mọi người biến mất. Và cắt gọi là tâm trí, thôi miên. Thôi miên tâm trí. Ôi ác quỷ ấy.
hãy nếu báo. Bạn ấy báo cho nhà anh ấy ga. Tại nhà ga. Ok. Và police, cảnh sát. Đấy rồi. Ôi trời. Chúng ta xong rồi. Bây giờ cảnh sát thậm chí không biết anh ta đang ở trên cái tàu của mình làm việc đâu ốc ạ. Đừng có gọi cho cảnh sát làm gì. Chúng ta sẽ phải tự xử lý việc này thôi. Đúng rồi. Vì anh ta đã cắt cái đường dây tín hiệu điện thoại rồi các bạn. Không thể gọi được đâu. Chúng ta phải tiêu diệt cái anh chàng này. Xem nó là ai. Không là mọi người ở đây sẽ bị mất an toàn. Ôi mình tự nhiên trở thành thám tử. Mình cảm thấy ngầu. Cầm dao lên. Chuẩn bị. Điều tra các phòng ngủ đi ốc. Điều tra phòng ngủ. Đấy là có mấy người lấy chìa khóa vào phòng ngủ. Khoảng 2-3 người đấy các bạn. Hai người. Mình nghi là những người đang ở trong phòng. Đúng. Còn những người đang ngồi đây đi lại phát là mình biết ngay. Đúng rồi, mình rất là nghi. Đấy rồi, chính là căn phòng này. Có dấu vân tay và một con dao. Hay quá rồi. Áo sơ mi, con dao và mặt nạ. Ái xà, thật là lộ liễu. Vậy nó đã hóa trang thành một người khách trong... Tôi biết danh tính của anh ta. Ủa, ai? Đây là người yêu cầu phòng số 2. Ồ, chúng ta cần phải đi nói với hành khách. Trốn đi các bạn ạ. Mọi người ơi, trốn đi, trốn hết đi. Trốn đi, nhanh lên, không là hy sinh đấy. Có sát nhân, Riddler gì ở trong cái xe này này các bạn ạ. Ôi giời ơi. Ở trong tàu chứ. Mọi người ơi, trốn đi. Sao không trốn? Còn một người nữa ở đâu? Bên kia, thấm than bên kia mà. Ui, đỡ bỏ sót à. Anh bỏ sót thì có. Em bỏ sót thì có. Thôi chúng ta không được đổ lỗi cho nhau, phải nhắc nhở. Đúng. Phải nhắc nhở khách ngay. Biến mất luôn. Em biết ngay mà. Chúng ta sẽ tóm được hắn thôi. Ông yên tâm đi. Mày không thoát được tao con trai. Bây giờ chúng ta phải khóa cửa vào. Riddler đúng không? Riddler đúng rồi. Chúng ta khóa cửa bên Thành thôi. Riddler ngáo ngơ. Đây. Khóa cửa bếp vào. Đây mọi người. Mọi người ở trong này an toàn nhá. Chúng tôi sẽ ở ngoài đây và sẽ làm nhiệm vụ tiêu diệt. Hắn đến rồi, Bêu Thành ơi, hắn đến rồi. Hắn đến rồi hả? Hắn đến rồi chứ còn gì nữa. Hắn đang ở đây. Đây rồi. Hello. Thời gian đã hết. Ui giờ lấy súng ra bị bồn. Có dao. Chúng ta có một phút. Một phút để làm gì? Ai mà biết được. Phút để nó đuổi mình à? Nhìn phía sau của mày đây. Và suy nghĩ nhanh lên. Hả? Dọa trẻ con à? Đúng rồi. Hả? Hai đứa. Hắn có đồng bọn. Riddler 2. Riddler 2 này tôi sẽ nhặt bộ đồ chôn mình các bạn ơi, chôn Việt Nam. Chết rồi. Riddler 2 tôi không phải là Riddler thật đâu, đừng có mà. À, thế này bảo là không phải. Nó sử dụng cái anh ấy để lừa. Đây này, chính là sử dụng cái anh này để lừa. Bây giờ chúng ta không phân biệt được đâu là đứa thật, đâu là đứa giả. Đúng rồi. Tôi là một chàng trai bình thường. Riddler 2. Đây là anh ấy trên tàu. Đây, Riddler Real là có dấu kẽm. À. Còn Riddler 1 là... Hai đứa đang đổ tội cho nhau mà mình không biết đứa nào thật. Giải đố đi, câu đố đấy. Bạn không biết ai là thật đâu. Một trong hai người chúng tôi sẽ là một là thật. Chứ rồi bây giờ mình phải lựa chọn. Bây giờ đứa nào xu gặp thì giết rồi đấy thôi chứ. Bây giờ chết rồi. Hai là một. Hay là tiêu diệt cả hai ốc. Không được. Bây giờ mình phải bỏ chọn. Bây giờ mình phải vốt. Mình phải brainstorm các bạn ạ. Theo anh thì cái tên dâu. Hả? Cái gì? Anh không quyết định à? Chết rồi, mình không quyết định là nó quyết định cho mình luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ đuổi và kill killer 2 các bạn ơi. Tiêu diệt đi. Chết rồi các bạn ơi. Chết rồi, mình còn chưa suy nghĩ xong mà. Game bắt mình tiêu diệt đấy nha. Đúng đây không rồi. Phải ý tưởng của bọn mình đâu. Bọn mình nghĩ là đây rồi. Tên đầu tiên rồi. Tên thứ hai. Xong luôn, kết thúc. Ôi xong rồi. Đấy, đáng lẽ phải kill Riddler 1. Cái tên nhờ. Mình đã không bấm chọn các bạn ạ. Đúng rồi, không kịp chọn các bạn ơi. Mình chưa kịp suy nghĩ gì. Ôi. Thôi bây giờ bọn mình viết đơn xin nghỉ việc thôi. Ôi các bạn ơi, mình đã nhầm. Mặc dù mình tiêu diệt cả hai nhưng mà tụi mình cũng đã không. Nhân cái lúc mà mình tiêu diệt con Riddler 2 thì con Riddler Real ấy nó đã đến tiêu diệt bọn mình rồi. Đúng rồi, và cái con 1 đấy anh đã biết thừa nó giả danh vì cái con vào phòng đấy. Cái con số 2 chính là con ngồi ghế là không phải. Con vào phòng chính là con có dâu ấy là anh đoán ra rồi. Nhưng mà chưa kịp chọn các bạn ạ, cay thật đấy. Em cũng đoán ra như anh rồi. Thôi được rồi. Tại
đại ốc, suy nghĩ làm anh ngồi đợi ốc. Em biết bây đâu. Giờ chắc là mình dừng video tại đây rồi các bạn. Đấy, sau khi suy luận thì tụi mình cũng đã biết là tên một là tên chủ mưu, nếu các bạn có chơi trò này tiêu diệt hắn nhá. Tiêu diệt luôn tên một, không cần nghĩ đúng gì đâu. Bye bye. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.